Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thứ hai của chương trình cà phê ngày mới sáng ngày hôm nay với phần điểm qua những thông tin nổi bật trên các báo. À, thưa quý vị, chủ trì hội nghị về thúc đẩy phát triển nông nghiệp khu vực đồng bằng sông cửu long, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra vào ngày 6 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh đối với khu vực đồng bằng sông cửu long, phát triển nông nghiệp phải chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp phải trong mối quan hệ và gắn chặt với phát triển công nghiệp dịch vụ. Báo Pháp luật Việt Nam trang nhất và trang 3 có bài viết, nông nghiệp đồng bằng sông cửu long hạ tầng chiến lược vẫn là nút thắt. Tại hội nghị trên cơ sở phân tích đánh giá nhận định về các vấn đề có liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ một số nội dung mà các tỉnh thành phố cần tập trung để thúc đẩy phát triển toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long nhanh và bền vững. Trong đó phải thực hiện bốn tốt trong quy hoạch là quy hoạch tốt để có dự án tốt, có dự án tốt để nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt để có sản phẩm tốt, tập trung để mạnh phát triển hạ tầng chiến lược. Thủ tướng cũng nêu rõ đây vẫn là một nút thắt Vùng đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế về giao thông thủy, giao thông biển nhưng chưa khai thác được, cần tiếp tục phát triển hệ thống cao tốc và khai thác lợi thế giao thông đường thủy, phát triển hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, hạ tầng chuyển đổi năng lượng trong bối cảnh vùng có tiềm năng lớn về nắng và gió. Song song với đó cần phải đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, đầu tư khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm của vùng tranh thủ các hiệp định thương mại mà việt nam đã ký kết để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đẩy mạnh các thị trường đông bắc á asean châu âu hoa kỳ và trung đông về việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thủ tướng đã yêu cầu phải thực hiện theo hướng quản trị hiện đại đi từ nhỏ đến lớn từ khó đến dễ từ đơn giản đến phức tạp không cầu toàn không đóng vội Thưa quý vị, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tối hậu thư đến các doanh nghiệp trong đấu giá đất Thủ Thiêm khi thời hạn hạn thời hạn cưỡng chế nhiều cấp độ 90 ngày đã đến rất gần. Cùng với đó thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các bên tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật và hợp đồng đấu giá. Chính quyền thành phố sẽ có động thái phù hợp khi việc nộp tiền sau trúng thầu của các doanh nghiệp lại còn bất thành. Báo Đại đoàn kết trang 4 đã có bài đấu giá đất tại Thủ Thiêm trước giờ gần. Quá trình đấu giá 4 lô đất tại khu chức năng số 3 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá thành công vào tháng 12 năm 2021. Dù vậy, chỉ ít ngày sau đó, các công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh đã lần lượt xin bỏ cọc. Theo cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh, đến nay chỉ còn hai doanh nghiệp còn lại là công ty cổ phần Green Republic và công ty cổ phần Sinmega, chúng đấu giá đất tại Thủ Thiêm nhưng vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất dù cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo nhiều lần, gần nhất là ngày 6 tháng 1 năm 2022. Liên quan đến vụ việc, các bộ xây dựng và tài nguyên môi trường cũng kiến nghị thủ tướng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đấu giá đất có yếu tố trục lợi trong đấu đá à, trong đấu giá quyền sử dụng đất. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vụ việc đã tạo ra tranh luận trên nhiều chiều và trước hết là việc bỏ cọc này đã gây tâm lý không tốt trên thị trường bất động sản. Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm vào cuộc nếu không sẽ gây thiệt hại khôn lường. Viện cũng vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Chí Minh xem xét kiến nghị Chính phủ cho phép thành phố được chủ động xác định giá khởi điểm đấu giá và được ấn định tỷ lệ đặt cọc ký quỹ cho các lô đất tại Thủ Thiêm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần bổ sung các quy định chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp tham gia đấu giá, đảm bảo không để xảy ra các hành vi bỏ cọc như vừa qua. Vâng và trước thực tế trên thì để quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì rõ ràng chúng ta thấy là ngoài quy định về quản lý thuế cần có quy định đồng bộ của các luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và đặc biệt là cần phải sửa khung giá đất sát với thị trường. Trên báo pháp luật Việt Nam ở trang 8 cũng đã có bài viết là chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản cần phải có giải pháp tận gốc. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã ký công văn 438 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản. Tại công văn này, thì Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan công an của địa phương cần phải phối hợp với các cục thuế điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm để răng đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính thì thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các cơ quan thuế và các cấp phối hợp với cơ quan công an quản lý địa bàn, chuyển cơ quan công an điều tra các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, không kê khai hoặc là kê khai trên giá hợp đồng, quá đơn thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng. Và thông qua đó thì ngành thuế cũng đã phát hiện những cái thủ đoạn chiêu trò cơ bản mà các đối tượng thường sử dụng. Phổ biến nhất là sử dụng tồn tại song song hai loại hợp đồng Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có công chứng theo quy định với giá nhà đất khai thấp hơn nhiều so với giá thực tế giao dịch để làm thủ tục đăng ký và bên cạnh đó thì hợp đồng viết tay do hai bên tự ký ghi theo giá thực tế giao dịch để phòng ngừa khi mà tranh chấp tại tòa. Một thủ đoạn nữa là đối với mua bán nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì giá trị hợp đồng mua bán nhà ở công trình xây dựng trong tương lai của bên thứ hai cho bên thứ ba cũng chỉ ngang bằng giá đã mua của chủ đầu tư hoặc khi đã được cấp sổ thì người nộp thuế sẵn sàng khai báo giá thấp hơn giá của chủ đầu tư nhằm để trốn thuế và tránh thuế. Thưa quý vị, trước việc thiếu hụt xăng dầu trong nước và diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, Bộ Công Thương đã nỗ lực đảm bảo nguồn cung, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng đầu cơ trục lợi, cũng như thực hiện điều hành giá xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế. Trên trang 4 của báo Công Thương có bài, chủ động giải pháp ổn định thị trường xăng dầu. Mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến công tác điều chỉnh giá xăng dầu trong trường hợp giá biến động tăng liên tục, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, công tác điều hành giá xăng dầu đang được thực hiện theo đúng quy định. Trước đây theo nghị định 83, giá xăng dầu được điều chỉnh 15 ngày một lần và hiện nay thực hiện 3 lần một tháng, 10 ngày một lần theo nghị định 95 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2022. Đặc biệt nghị định 95 quy định trường hợp giá xăng dầu có biến động bất thường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân, liên bộ công thương tài chính báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định có điều chỉnh hay không và điều chỉnh ở mức độ nào nhằm tạo thuận lợi cho công tác nhập khẩu xăng dầu của 10 thương nhân đầu mối. Bộ đã kiến nghị ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện về thủ tục và tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bộ tài chính chỉ đạo tổng cục hải quan tạo điều kiện về thủ tục nhập khẩu đối với các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối nhập khẩu xăng dầu giá cả xăng dầu biến động tăng mạnh trong thời gian vừa qua đã vô tình tạo một áp lực rất lớn lên chỉ số tiêu dùng cũng như là đối với những người làm công ăn lương hay là chúng ta gọi là những người công nhân viên chức bởi vì rõ ràng là khi mà giá cả mong bằng tăng thế nhưng mà đồng lương không tăng áp lực chịu lên họ là rất lớn nhiều ý kiến đề nghị là cần phải nâng mức giảm trừ hạ mức thuế để giảm thế thu nhập cá nhân ngay trong năm nay cho những người làm công ăn lương và báo tuổi trẻ đã có bài viết ở trang chính là giá cả tăng mạnh thuế cần phải thay đổi Giá xăng dầu liên tiếp 6 lần tăng trong 2 tháng qua đã đẩy giá rau, quả, trứng, thịt tăng cao và hơn nữa dịch Covid-19 bùng phát khiến thu nhập và đời sống của người nộp thuế bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà nước thì cần phải có chính sách để chia sẻ. Theo ông Nguyễn Đức Nghĩa là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong suốt 2 năm qua, dù dịch Covid-19 tác động nặng nề nhưng mà Bộ Tài chính chưa đề xuất chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân cho người làm công ăn lương. Với lý do, nếu giảm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công trong 6 tháng cuối năm 2021 thì đối tượng được hưởng chủ yếu sẽ rơi vào nhóm có thu nhập cao, không đúng với mục tiêu hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Và theo ông Nghĩa, lý giải này hoàn toàn không thuyết phục vì việc nâng mức giảm trừ từ 9 lên 11 triệu đồng một tháng từ tháng 6 năm 2020 chỉ nhằm giải quyết câu chuyện của quá khứ là CPI đã tăng vượt 20%, chứ không phải là hỗ trợ cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Thực tế, từ năm 2020 đến nay, giá cả đã tăng rất nhiều và mức 11 triệu đồng một tháng không đủ để người lao động đảm bảo cuộc sống, nhất là tại các thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa cập nhật những thông tin trong tiểu mục điểm báo. Quý vị có thể theo dõi lại thông qua fanpage cũng như là youtube của kênh VTC9. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Cà phê Hotline.